Cách đây 70 năm, ngày 17 tháng 2 năm 1954, xã Sơn Tây được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Tây đã luôn nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Năm 2015, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 51,7 triệu đồng một năm. Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Sơn Tây đã ôn lại chặng đường xây dựng phát triển của địa phương, đồng thời nêu quyết tâm xây dựng xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Tây.